lấy ra cái đúng hết của anh đi. Với lại cái cả luôn đi. Rồi chị nha. Đó thầy ở nhà có biết còn đâu kia. Rồi tại sao lại lấy HCL chính xác? Cái đó là sao tôi nhìn trong sách tôi ra câu hỏi tôi biết được. Sang số 10. Rồi tại sao phải lấy HCL chính xác ha? Rồi nước kết có phải lấy chính xác hay không? Tại sao? Rồi tác dụng của sinh hạn khí làm gì? Nêu ra hai tác dụng ha. Chống bị hơi. Rồi tác dụng của việc đun cách thủy 8 độ C trong vòng 1 giờ nhằm mục đích gì? Phản ứng tự nhiên xảy ra là vậy. Nói chung là ở đây thì nói ok lắm á. Không đến nó quên. Nói điều thi là làm quên nếu không quen. Rồi ha, rồi phản ứng thủy phân bậc 2 thì xảy ra trong cái môi trường nào? Thủy phân bậc 2 ở đây. Rồi về nhà tìm cho tôi cách xác định bậc phản ứng. Và bậc phản ứng thì mình tự phát hiện được hay là mình phải thực nghiệm? Có nghĩa là mình nhìn phương trình thì mình biết đó là phản ứng bậc 1 hay bậc 2 hay là mình sẽ thực nghiệm để có được. Mình học hóa vô cơ chưa ta? Có rồi. Có rồi đúng không? Có nhớ xác định bậc phản ứng của natri thiên phun phát với lại axit. Dạ không hề. Giờ nó quá thì trong qua rất là mưa vừa cầm cái thằng